các bạn. Mình cùng chia sẻ với các bạn vào cái ngày mà người Việt Nam của chúng ta hay nói vào cái ngày lễ cúng cô hồn, đó là tháng 7 các bạn. Thì nó có cái sự tích như thế nào thì mình cũng sẽ tìm hiểu nha. Mình xin chia sẻ với các bạn ha. Về cái lễ cúng cô hồn á, thì theo đạo Phật cũng có hai tích. Đó là cái chuyện kể rằng ngày trước á, quỷ thường hay quấy phá làm hại người, khiến họ không thể yên ổn làm ăn, khổ quá bèn kêu lên Phật. Đức Phật giúp con người trục quỷ, đầy đọa xuống địa ngục. Thế nhưng vì lượng cả từ bi, Ngài cho phép chúng trở lại dương gian mỗi năm một lần vào dịp rằm tháng 7. Do đó vào tháng 7 âm lịch, người ta quan niệm trên dương thế có rất nhiều quỷ đói nên phải cúng cháo, gạo, muối, hối lộ cho chúng để chúng không quấy nhiễu cuộc sống bình thường. Một tích khác liên quan đến câu chuyện giữa ông Ananda, thường gọi là Anan, với một con quỷ miệng lưỡi diệm khẩu, cũng gọi là quỷ mặt cháy diệm nhiên. Có một buổi tối, Anan đang ngồi trong tỉnh thất thì thấy một con ngạ quỷ thân thể khô gầy, cổ nhỏ mà dài, miệng nhả ra lửa bước vào. Quỷ cho biết rằng 3 ngày sau Anan sẽ chết và sẽ luân hồi vào cõi ngạ quỷ miệng lưỡi mặt cháy như nó. Anan sợ quá bèn nhờ quỷ bày cho phương cách tránh khỏi khổ đồ. Quỷ đói nói: ngày mai ông phải khiến cho bọn ngạ quỷ chúng tôi mỗi đứa một hộp thức ăn, lại vì tôi mà cúng dường tam bảo thì ông sẽ được tăng thọ, mà tôi đây cũng sẽ được sanh về cõi trên. Anan đem chuyện bạch với Đức Phật. Đức Phật bèn đặt cho bài chú gọi là Cú Vạc Diệm Khổ Ngạ Quỷ Đà La Ni, đem tụng trong lễ cúng sẽ được thêm phước. Phật tử Trung Hoa gọi lễ cúng này là phóng diệm khẩu, tức là cúng để bố thí và cầu nguyện cho loài quỷ đói miệng lửa. Nhưng nhân gian thì hiểu rộng ra và trại đi thành cúng cô hồn, tức là cúng thí cho những con hồn vật vờ không nơi nương tựa, vì không có ai là thân nhân trên trần gian cúng bái. Vì vậy, ngày nay mới có câu tháng 7 ngày trầm sát tội vong nhân. Còn theo tín ngưỡng dân gian của người Việt thì lễ sát tội vong nhân bắt nguồn từ công cuộc đồng áng của người nông dân trước kia. Hàng năm cứ đến tháng 7, tháng 6, tháng 7 âm lịch là ngày vào vụ thu hoạch mùa màng. Để công việc được may mắn, không gặp trắc trở, người dân thường cầu xin thần linh, thổ địa, bắt giam những yêu ma, quan hồn lại cho khỏi quấy nhiễu. Và đến đúng ngày 15 tháng 7, mọi việc phải được hoàn tất. Đó cũng là lúc ông thần Tha Ma, chủ nhà kho thợ cấy, mở cửa ngục xá tội vong nhân. Vào ngày này, người ta thường làm một lễ cúng tạ ơn các thần linh, một mâm tưởng nhớ ông bà tổ tiên để cầu nguyện cho các vong hồn siêu thoát và cầu bình an cho gia đình. Các bạn ơi, cái ngày này giờ mình cũng nghe nhiều và cũng theo phong tục ở nhiều nơi khác nhau. Ở thành phố các bạn, thì lần đầu tiên mình thấy người ta cúng cô hồn và giật cô hồn rất là nhiều luôn. Cái vùng quê thì ít xảy ra cái việc này hơn, nhưng mà ở thành phố mình thì phong tục tập quán người này truyền người kia, thì mình thấy là vào cái nhà cúng cô hồn á, có những cái nhà giàu có người ta cúng rất là nhiều món ăn, hoa quả, thậm chí là tiền nữa các bạn, và người ta chưa cúng ra cái sân á, thì những người đi giật cô hồn người ta đi một nhóm luôn, rất là đông. Người ta hả người này mới vừa đứng ra cúng thì những cái người đi vượt cô hồn đó đi bằng xe, có người đi bằng xe và cả thợ nhóm luôn á, là chạy ra là hút hết cái mâm cúng người ta luôn.
Thì để hiểu rõ hơn á, thì mình cũng sẽ tìm hiểu thêm về cái dục hồn này nha các bạn. Có câu hỏi như thế này, có nghĩa là tại sao cúng cô hồn lại mong bị giật? Thì ở Sài Gòn á, người ta quan niệm khi cúng cô hồn thì phải có người đến giật mới hên. Vì vậy đang cúng mà có người bưng cả mâm đi, gia chủ cũng không nói gì. Đó là lời chia sẻ của độc giả Hoàng Kim khi đọc bài viết về hiện tượng người dân mang vợt, lồng gà, bao tải đi khắp phố Sài Gòn tìm đồ cúng cô hồn trong tháng 7 âm lịch để giật hứng và tranh giành. Sự kiện này nhận được hàng trăm lời bình luận của độc giả. Nhiều người cho rằng đây là phong tục văn hóa của người Sài Gòn nói riêng và miền Nam nói chung, không phải hình ảnh xấu trộm cắp và cướp giật. Tôi thấy nhiều bạn chỉ trích người đi giật cô hồn là tham ăn, tội nghiệp, không biết xấu hổ. Còn tôi lại thấy đó là hoạt động vui của hàng năm, cũng giống như không có pháo thì mất đi cái chất của ngày Tết, không có cô hồn sống giật thì mất cái chất của ngày rằm tháng 7 âm lịch. Đó là những cái lời chia sẻ của các bạn đọc trên báo Việt Nam Express đó các bạn. Nếu các bạn biết Thái Lan có hội lễ hội té nước, Hàn Quốc có lễ hội tắm bùn, Nhật Bản có lễ hội tập thân, thì Tây Ban Nha có lễ hội nhảy qua các em bé, thì mọi người họ sẽ thấy giật cô hồn ở Việt Nam là một lễ hội rất là bình thường. Không phải ai giật cô hồn cũng nghèo và đói khát. Lúc nhỏ tôi cũng hay đi giật cội, đi giật cùng với mấy đứa bạn nhưng cũng chẳng thiết chuyện ăn uống, chủ ý là giật cho vui và nó đã trở thành ký ức tuổi thơ tốt đẹp của tôi. Đó là một bạn đọc đăng riêng cho biết. Mình đang chia sẻ trên báo Việt Nam Express nha các bạn. Tháng 7 hay còn gọi là tháng cô hồn á, thì các gia đình ở Nam Bộ có tục lệ là cúng cô hồn. Đồ cúng thường bày biện trên một mâm được gia chủ đặt trước sân nhà để khấn vái. Cúng xong họ thường để nguyên mâm cho những đứa trẻ con hay những người đi đường lấy ăn cho đến khi hết hẳn thì họ mang vào. Người ta gọi đó là văn hóa cúng cô hồn và giật cô hồn. Một độc giả gốc Anh đã bình luận như vậy. Các bạn có thấy lạ không? Ở Sài Gòn có nhiều cái cũng hay, cũng vui lắm các bạn. Người ta có chụp một cái hình, một cái cậu bé giật cô hồn được một cái chùm nho, vui sướng và cái vẻ mặt rất là vui luôn. Nhìn hình ảnh đứa trẻ háo hức giật cô hồn được chùm nho trong bài viết thì độc giả Sang Quê bày tỏ: tôi muốn quay về với tuổi thơ, chờ rằm tháng 7 đi giật cô hồn. Có mía, có đậu, có khoai lang, bánh quy, bánh khách cùng bánh cúng. Người lớn nhanh tay bưng cả thúng, trẻ nhỏ tụi tôi lượm cái thừa. Bạn bè có đâu chừng 10 đứa, cùng khoe giật, dược xúm nhau cười. Tuy nhiên thì cũng có nhiều ý kiến khác cho rằng hình ảnh văn hóa này đang bị biến tướng vì xã hội hóa. Ngày trước thì người dân chỉ cúng trái cây, cháo trắng, nước, chung rượu trắng, vàng mã. Bây giờ đời sống khấm khá hơn, trên mâm cúng các gia đình còn hào phóng bố thí cho các linh hồn thêm con gà hay một con heo sữa quay, những sách tiền lẻ mới cống xếp đầy quanh mâm. Có lẽ vì giá trị đồ cúng cô hồn tăng lên nên văn hóa giật cô hồn có những thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Chính vì vậy mà người đi giật cô hồn không còn là những đứa trẻ con mà có cả người lớn. Vì vậy hành động cướp giật cô hồn có phần bạo dạn hơn trước đây rất nhiều. Điều này làm cho không ít các gia chủ tức giận, hoảng hốt. Khi đang lơm khơm cúi vái thì bị cả đám thanh niên nam nữ đổ xô vào bề nguyên cả mâm cúng. Còn bạn Công Minh thì bày tỏ là cúng cô hồn ngày xưa để trẻ con người nghèo trong xóm giật, mang ý nghĩa là bố thí làm phước.
Giật lúc đấy cũng là đua tranh nhau náo nhiệt, không khí tưởng chừng ảm đạm của tháng 7 âm lịch. Bây giờ người Giật là một đội ngũ hùng hậu thanh thiếu niên, người cúng mà sơ xuất một chút là bị giật ngay, từ khi chưa chung xong mâm cúng chứ đừng nói là đốt nhiên. Ngắm thử người có chút lòng tự trọng hay có công việc làm, chỉ cần là công nhân phụ hầu thôi thì ai giành ai giật, ai hốt ai tranh cũng của ta. Có ai sống nhờ giật cô hồn đâu, họ làm gợt đồ chủ yếu là tranh nhau để hơn thua, chứ chẳng phải nhờ kiếm được như đó mà đủ sống. Nếu trách thì chúng ta nên trách những gia chủ bây giờ cũng còn gạt hay sử quay mượn tiền lớn, thì họ nghĩ cũng như vậy cô hồn mới đi đến lấy và đi, có thế họ mới làm ăn suôn sẻ. Xưa kia gia đình tôi cũng rất đơn sơ, trứng thịt hay luộc đốt tiền vàng mã, thử hỏi có ai đến trong đàn không, và mọi việc cũng tại ta ra mà thôi. Đọc giả Liêm kết luận. Đó là những cái chia sẻ của mình về cái tháng cô hồn và những cái phong tục tập quán ở Sài Gòn. Còn mình thấy ở đa số các vùng miền Nam, ở vùng quê thì không có như các bạn. Mình chỉ thấy ở Sài Gòn thôi, thực sự là như vậy luôn á. Các bạn thấy mình chia sẻ những cái bài viết này hay á, thì các bạn nhớ like, ủng hộ và nhấn subscribe, đăng ký kênh để cho mình phát triển thêm, chia sẻ thêm nhiều kiến thức cùng nhau phát triển nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha.